vẫn ăn không đợi ba luôn. Ăn hết phần của ba luôn rồi còn đâu. Món một miếng cao một miếng. Bây giờ luôn à?
hết phần của ba rồi. Của ba ra rồi. Trời ơi. Chỗ này là của ba mà. Con ăn hết phần to rồi, ăn sang cả phần ba rồi nào. Món. Hai em ăn khỏe đấy con. Gì đấy? Ơi vợ bác con. Ăn hết phần của ba còn đâu. Trời ơi. Ba vừa đi ra ngoài xuống ăn không đợi ba luôn. Ăn hết phần của ba luôn rồi còn đâu. Vừa mới đi ra ngoài lấy hàng xíu mà ăn hết phần của ba rồi. Cái nữa. Món một miếng, ca một miếng. Ăn đi nhá. Sau đó thì để ba lấy thêm cho ăn. Con sẽ sửa cho uống luôn nhá. Ăn thêm không để ba lấy nào. Đây con. Món đói lắm đi hả? Ăn hết bánh của bà uống hết cả sữa luôn rồi. Hết rồi con. Ngon chưa? Ăn sáng làm đấy thôi. Để bụng tí là ăn nhẹ nữa chứ. Còn đói không? Còn đói không? Không hả? Nói cho hoa quả ăn nhá. Để con đi. Phần ra luôn rồi. Đây là bánh ngon quá hả? Giọt thêm hoa quả cho ăn nhé. Lạnh lắm hả? Lạnh nhé, con mới bỏ trong tủ lạnh mà. Ok. Sao vậy ca ca? Lạnh à? Lạnh quá hả? Ôi trời ơi, sao con ăn hết não rồi nè. Lạnh quá hả con? Đấy, con để em tủ. Không ăn để cho anh Bon ăn nhé. Cho anh Bon ăn. Không ăn gì nữa anh con. Không ăn được nữa thôi này. Trời ơi. Mở cúc áo này còn chảy thở nhá. Ê. Cắn hết cả bụng rồi. Chưa, ngon đang ăn được, ăn đi con. Mạnh lên. Ăn đã ngon. Làm mặt chấm ăn rồi. Chú. Ăn không? Rồi, không ăn đây thôi. Cảm ơn các rồi, đi chơi đi. Ngồi nghỉ ngơi đi cho tiêu hóa đi rồi thì con ăn cơm trưa. Nó mặt cho mát. mát. Đấy. Không miệng này. Ôi, em can no quá rồi không đi được nữa kìa. Téo rồi. Em can no quá rồi không đi được.
rồi đang chơi đi con, ăn thêm miếng đi. Nhà chơi, làm chơi dễ cho ba nào, hai cho đây nhà chơi đi, nhà chơi đi con.